từng tia nắng ấm áp chào ngày mới, thế nhưng trong lòng tôi ôi sao đây ta tới, bước chân ra đường đi đâu đây khi bụi mọi nơi biết bao ghen thù cho làn da ơi ơi, giờ lên ma một tí ôi khổ quá, thế gian nơi nào cho tôi đây hồng hào lan ra, nắng kia ươm vàng những đôi chân thật ngày đi ra, nghĩ suy đau đầu cho làn da làm sao ta ngại chị em mới đọc có sao, dù cho em đi nơi chốn nào cầm trên tay một chiếc online mask thời thương cho phải đẹp này em ơi, ngày nay thời đại 4.0 tiền nghi mọi nơi luôn là thứ ta hằng mong, dù ở nơi đâu thì việc chăm sóc da mặt em bóng lem lút kém sang, deadline sao vẫn cứ dí thành hàng, skin care thì tốn thời gian vàng bạc, rồi có siêu bổng nhưng xuất hiện trong cuộc đời chỉ cần 5 phút thôi khiến làn da đẹp rạng ơi, đắp cho bạn, cho cả người yêu bạn, đắp cho gia đình, cho cả xóm làng bạn, chẳng còn quảng cáo đi khắp nơi, tiếng là sẽ dẫn mọi người tới, vừa nhanh lại vừa tiện, da nhiều mụn dầu mới là bất tiện, đang tìm sản phẩm dưỡng da hả, đặt ngay có siêu đầu tiên nha. Chị em ơi đâu có sao, dù cho em đi đi nơi chốn nào cầm trên tay một chiếc online mask thời thương cho phải đẹp này em ơi, ngày nay thời đại 4.0 tiện nghi mọi nơi luôn là thứ ta hằng mong, dù ở nơi đâu thì việc chăm sóc da mặt em cũng trở nên dễ. Cần 5 phút thôi và có xu sẽ giúp bạn tỏa sáng, da hồng hào sẽ khiến mình thêm sáng. Thời 4.0 rồi thì đừng nên quên skin care, đẹp xinh lung linh rồi thì nhiều hot boy mới care, nhất dáng thì nhì giá đâu còn tốn nhiều thời gian bỏ ra, không tự chăm sóc mình được thì hãy để có xu chăm sóc ta, nhớ mang theo mình mọi lúc mọi nơi, da luôn phải đẹp bất chấp mọi cuộc chơi, thẩm thấu tinh chất trong 5 phút selfie đeo mask như là trang cool.